tại đây là khu đầu chợ Tân Quy nè, chúng ta sẽ quẹo phải vô nha. Quá trời trái cây luôn, chuối, xoài, bưởi. Chắc chút nữa em cũng mua vài loại trái cây. Mấy hôm nãy chuối cao đi anh, nhiêu ký anh? 9 nha. Dạ. Bữa nào tươi tươi. Bữa bán sao vậy anh? 30-35 ký hả? Đúng rồi, 30 đi, lựa em mấy trái tươi tươi đi. Ký là mấy trái? Lấy em 2 trái đi. Mình ăn liền 3 ngày, 5 ngày. Sáng ăn cho ngon. 2 ngày đi. 3 trái ha. Dạ. Ủa nhìn biết trái nào 2 ngày, 3 ngày luôn. Xin chào buổi chiều cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn chiều hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2022. Và trước mặt anh chị và các bạn đó là con đường Trần Xuân Soạn đi về hướng cầu Tân Thuận. Mấy bữa thì em có trải nghiệm một chuyến đò đi lòng vòng trên dòng kênh Tẻ, rồi vòng qua rạch Ông. Rồi hôm nay thì chúng ta lại đi ở trên bờ, rồi cũng ở khu vực dòng kênh Tẻ nè. Và chiều hôm nay thì em đang trên đường đi làm về, và để đổi lấy không khí nhộn nhịp hơn thì chúng ta sẽ hôm nay mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi một vòng ở một cái khu chợ mà ở đó rất là đông, mà rộn rã những tiếng rao của các xe bán hàng rong, bán rau củ quả, bán thịt cá rất là nhiều mà rất là rẻ, đặc biệt là rất là rẻ. Mà ở một cái khu mà không phải là khu lao động, khu nói chung cũng khá là đẹp. Thì hôm nay mời anh chị và các bạn chúng ta đi đến khu chợ Tân Quy. Chợ Tân Quy nằm ở trục đường số 15. Để đi đến chợ Tân Quy thì mình sẽ đi thẳng con đường Trần Xuân Soạn này, đi đến Bế Văn Cấm cũng được, Lê Văn Lương quẹo vô cũng được. Thì bây giờ chúng ta đang tới khu hẻm vô đền Quang Thánh. Mình đi chút xíu nữa ha, rồi em sẽ tiếp tục video clip. Giờ mình tạm ngưng nha, mình đi chút nữa rồi tới chợ mình tiếp tục. Để từ đây tới chợ cũng còn khá là xa, lại mất thời gian của cô chú anh chị. Và trước mặt chúng ta đó là ngã ba Lê Văn Lương với lại Trần Xuân Soạn. Bên trái là có cái bờ kè, ngày nay cũng làm sắp xong rồi nè. Rồi mình sẽ quẹo phải vô khu chợ nha. Bây giờ trời cũng hơi tối tối, không biết hình ảnh nó có rõ hay không. Là bây giờ cũng là 6 giờ rồi, 6 giờ chiều. Mới nay thì ban ngày trời rất là nắng, nên thành ra buổi chiều giờ này, mấy tháng trước là giờ này là tối thui rồi, hôm nay vẫn còn sáng sáng. Hy vọng là cái clip này cũng rõ. Thôi là mất công. Ở đây cũng gần với chi nhánh của công ty nè, ở bên đường Phan Huy Thực. Phan Huy Thực bên cánh trái. Nếu mà anh chị ở gần đây mà có nhu cầu về máy tính, nhu cầu về mua máy mới hay là sửa chữa, thì cứ để lại cái lời nhắn, cũng như em có để thông tin trong phần mô tả đó, anh chị có cần em sẽ hỗ trợ. Rất vui được phục vụ anh chị và các bạn. Rồi chúng ta đi tới chút xíu nữa nha.
ở khu này thì cũng rất là nhộn nhịp buổi chiều, hàng quán ăn uống rồi xe cộ rất là đông. Hồi đó ở đây có quán Hương Cao, nhưng mà chắc là qua cái đợt dịch coi như là không còn. Đó, bên trái chúng ta đó là đường Phan Huy Thực, chi nhánh công ty ở số 22 Phan Huy Thực. Ở khu vực này là phường Tân Kiển, phường Tân Kiển. Ở đây có chợ Tân Kiển, bên cánh trái mình có chợ Tân Kiển, chợ Tân Kiển 1, chợ Tân Kiển 2. Bắt đầu mình đi vô đường số 15. Bên cánh phải mình ngày xưa là khu, theo lời chia sẻ của chú anh chị là khu nghĩa địa. Nhưng mà ngày nay thì chuẩn bị xây lên cái building rất là lớn rồi. Nguyên một cái khu đất rất lớn. Đó, và phía trước chúng ta đó là giao lộ số 15 nè. Bên phải thì ra Nguyễn Hữu Thọ, bên trái là vô chợ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô chợ nha. Rồi, xe bus. Buổi chiều ở khu chợ Tân Quy này đông lắm, các quán ăn cũng như là các gian hàng bán đồ ăn, bán trái cây rất là nhộn nhịp, nhưng mà chưa có bằng cái khu mà chúng ta sắp đi tới đây. Nó sẽ rất là lạ đối với rất nhiều cô chú anh chị ở cái đất nước hải ngoại. Và ở vùng quê thì chắc có lẽ cũng có, nhưng mà không có nhiều bằng ở đây đâu. Nguyên một làng luôn, nó giống như là một làng ở đây luôn á. Ở đây bán đủ thứ ha, đậu, trái cây, rau, củ, quả, đồ gia dụng, son, nồi. Xíu nữa đi coi có gì, có gì lạ lạ mua luôn. Ồ, nãy thấy có con nghêu, nghêu tím. Tiếc là đi cũng hơi trễ nè, nên thành ra hình ảnh không được sáng lắm, nhưng mà hy vọng là coi được. Tại vì khuyết điểm của cái máy GoPro là ánh sáng yếu, là quay nhìn nó khó coi. Tại đây là khu đầu chợ Tân Quy nè. Chúng ta vô hiệu phải vô nha. Quá trời trái cây luôn. Chuối, xoài, bưởi. Chắc chút nữa em cũng mua vài loại trái cây. Mua chuối với mua bưởi. Cái vỏ bưởi nấu nước uống cũng được. Cái vỏ bưởi nấu nước gội đầu cũng được. Chuối nhỏ thì bạn đồng nhỏ. Tôm. Đó, trước đó là, trước mặt chúng ta đó là cổng chợ Tân Quy. Ở đây nguyên con đường luôn nè. Đó, anh chị nào mà mua đồ rẻ là qua đây. Đó, mua đồ rẻ là qua đây nha. Đó, đồ gia dụng. Khu này bán hải sản nè. Trời, quá trời luôn. Tiếc là tối quá. Ô, cá chốt.
lâu quá mới thấy con cá chốt. Cá biển hải sản quá trời. Ở chiều về mà đi ngang khu này mua đủ đồ luôn, không cần phải đi siêu thị luôn á. Đồ tươi rói, có thịt, rau, gà. Ở khu này là trưa nha, còn một khu nữa cũng trên con đường này luôn nè. Chúng ta chút nữa mình tới là rôm rã luôn á. Gì đây, rau. Mình dừng lại mình xem chút xíu nha. Hai bên đường luôn á, mình mới đi có một bên thôi đó, rất là dễ mua luôn. Đó, bắt đầu đi vô khu rôm rã rồi nè. Ổi nữ hoàng 20.000 một ký nè, mận 15.000 một ký nè, xoài 10.000 một ký nè, kim chai bưởi à, mua bưởi lấy vỏ thôi nên ra lựa trái nào tươi. Oh, quá trời luôn, không quá trời trái cây luôn, như là khu siêu thị gì đó. Qua hàng rau hàng cá xong tới hàng trái cây. Trứng, dưa hấu quá trời luôn. Dưa hấu không hạt. Dưa hấu 10.000 một ký. Ủa, xoài 10.000 một ký sổ luôn. Trái xoài Úc nè, hôm bữa em thấy xoài Úc là 10.000 ký thôi à. Trời quá trời rẻ. Mà khu này thì chắc là do giờ này cũng trễ á, nên người ta tắt những cái loa phát thanh, những cái loa báo giá người ta tắt rồi ha. Ủa sao không thấy trái bưởi ta? Đây là trục đường số 17, 17 song song với 15. Đây, qua đây nhà bán chuối quá trời nè. Mấy hôm nãy chuối cao đi anh. Nhiêu ký anh? 9 nha. Đó, đây có bán cam, chuối, đủ loại. Chuối La Ba, chuối Đà Lạt. 22.000. Đó, 22.000. Thôi em 80.000 luôn. Đang có chuối dừa, mít, ôm, cam. Bên kia có chuối chuối trà bột. Đây không có bưởi. 80 hả? Dạ. Dạ, cảm ơn. Chắc chắc mình sẽ vòng qua một đoạn nữa.
nhưng mà ở đây là hơi hơi tối rồi. Nãy đi ngang thấy hải sản, chắc vòng lại chỗ bán hải sản xem sao. Sẵn buổi chiều đi làm về mua đủ thứ. Đi hướng này là thấy tối tối ha. Do là giờ này cũng là cuối chợ rồi, cuối giờ rồi. Giờ này người ta đi làm cũng gần về, cũng gần hết rồi. Ở đây có anh bán bưởi nè, cái bưởi nào tươi tươi. Bưởi bán sao vậy anh? 30-35 anh. Một ký hả? Đúng rồi, một ký. 30 đi, lựa mấy trái tươi tươi đi. Một ký là mấy trái? Một trái là 7-8 ngàn vậy đó. Lấy em hai trái đi. Mình ăn liền hay 3 ngày, 5 ngày? Chính xác ăn cho ngon. 2 ngày đi. 3 ngày, 3 trái ha. Ủa nhìn biết trái nào 2 ngày, 3 ngày luôn ghê. Nó ăn mà đúng cái ngày của nó rồi, rất là đúng luôn. Còn 9, 10 cái gì vậy, vụ vậy. Anh ăn bữa lão thì bao giờ chưa? Chưa. Bữa lão hả? Đúng rồi. 3 trái nha. Rồi. 73.000 3 trái bưởi. Cái nào mềm trước anh ăn trước là đảm bảo anh ngon cực kỳ luôn. Kiểu lấy cái vỏ gu lạ. Rồi, 7.000. Rồi, cảm ơn. Rồi, ok. Đó, có chuối, có bưởi. Đặc biệt anh này nó bưởi của anh là bưởi lão. Bưởi lão nghĩa là trái bưởi của cây bưởi lâu năm đó. Cây bưởi đó nó ra trái nhưng mà trái không có lớn. Tại vì nó lão à. Gọi là cây bưởi lão. À, cái gì cũng sổ hết trơn. Ồ, bên đây quá trời. Cá đồ nửa ký 65. Rồi thôi chắc video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn các chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hình ảnh ở chợ ven đường gửi cô bác xem chơi vui nha. Mà tiếc là đi cũng hơi trễ nên thành ra hình ảnh chắc không có rõ, không có sáng lắm. Nên bà con thông cảm. Rồi một lần nữa xin chúc anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.